Xin chào tất cả mọi người. Lần đầu tiên cho phép em xin gửi lời chúc đến toàn thể mọi người là khi mà xem video này thì sẽ có một ngày tốt lành, một ngày thật tràn đầy niềm vui. Vậy thì cho phép em xin tự giới thiệu, em tên là Đinh Tiến Lâm, em đến từ Hà Nội và hiện tại em đang là sinh viên khóa 3 của Đại học EdX. Thì như mọi người cũng đã theo dõi những cái video trước của em là nói về những cái kỹ năng về nói thông này, viết thạo này, hành tốt này. Thì như để đáp ứng cái lời hứa với mọi người từ video trước thì hôm nay em sẽ cùng mọi người bàn luận thêm về cái vấn đề đó là bản năng. Vậy thì bản năng nó có liên quan gì đến những cái kỹ năng trước mà em đã nói và đã chia sẻ với mọi người, và bản năng là gì và sở hữu bản năng như thế nào? Thì hôm nay em làm video này để cùng mọi người là bàn luận về cái vấn đề đó. Đầu tiên, hãy sử dụng một phương pháp em đã chia sẻ mọi người nhé, là phương pháp chiết tự. Chiết tự là tách những cái chữ trong một từ ra để chúng ta phân tích và sau đó ghép lại. Nó cũng giống như là phương pháp tư duy đa chiều. Vậy thì bản, hôm nay chúng ta nói về bản năng. Vậy thì bản là gì và năng là gì? Bản, mọi người có thể hiểu nó là bản thân này, bản thân của chính mình. Còn năng, nó là một năng lực, một khả năng của bạn, một khả năng nào đó. Vậy thì khi mà hai cái từ này nó được ghép lại với nhau tạo ra từ bản năng, chủ ý muốn nói đến những cái khả năng của bản thân này. Khi mà trong một cái môi trường, một cái điều kiện nào đó thì chúng ta sẽ bộc lộ cái bản năng này ra. Vậy thì ví dụ như là cái việc mà khi mà chúng ta sờ tay vào một cái nồi nước sôi chẳng hạn, nước nóng chẳng hạn, thì chúng ta sẽ ngay lập tức là rụt tay lại. Cũng như là khi mà ví dụ như là khi đi mà ngoài trời nóng á, mọi người hay bị là đổ mồ hôi cũng như là đỏ mặt. Vậy thì đó chính là những cái phản xạ có điều kiện, phản xạ không điều kiện, hay nói chính xác hơn đó là những cái bản năng sẵn có ở trong con người chúng ta. Điều này để giúp chúng ta tự vệ này, cũng như là bảo vệ bản thân này, vì bản năng của con người mà, để tránh những cái nguy hiểm, tránh những cái điều xấu đến với bản thân, thì chúng ta sẽ sử dụng những cái bản năng này. Và ở trong từng trường hợp thì chúng ta mới bộc lộ những khả năng này ra. Ví dụ như là khi mà chạm tới nước nóng chúng ta mới rụt lại, chứ không chứ tự nhiên thì chúng ta sẽ không rụt tay lại như vậy. Hoặc là khi đi trên nóng chúng ta mới đổ mồ hôi, chứ không phải là trong bất kỳ trường hợp nào chúng ta cũng đổ mồ hôi. Vậy thì để bộc lộ bản năng của bản thân, chúng ta phải đặt mình vào những từng cái trường hợp cụ thể, từng cái môi trường, từng cái điều kiện để chúng ta phát huy cái bản năng này. Vậy thì nhiều người cũng sẽ hay lầm tưởng là bản năng rồi thì cần gì phải học nữa, bản năng rồi thì cần gì phải trau dồi nữa. Đó là những cái suy nghĩ bởi vì sao mọi người hay nghĩ là bản năng là tự bản thân vốn chúng ta đã có. Điều này không sai, đó có nghĩa là những cái phản xạ không có điều kiện. Nhưng mà mọi người thiếu một cái ý khá là nhỏ nhưng lại rất là quan trọng, đó là bản năng không chỉ là phản xạ không điều kiện mà nó còn là phản xạ có điều kiện nữa. Nói hơi trừu tượng một chút thì hãy cùng em lấy một cái ví dụ nào đó cho mọi người dễ hiểu hơn. Vậy thì phản xạ có điều kiện là như nào? Ví dụ như là mỗi buổi sáng này chúng ta ngủ dậy thì mọi người sẽ làm gì? Chắc chắn là sẽ có cái hành động là đánh răng. Vậy thì đánh răng nó không phải là một cái phản xạ không điều kiện, bởi vì khi mà chúng ta mới sinh ra chúng ta đâu có biết đánh răng đâu. Khi mà chúng sinh ra thì chúng ta có biết cầm cái bàn chải lên và chà lên răng của mình đâu ạ, đúng không ạ? Vậy thì tại sao chúng ta lại có một cái thói quen như vậy? Tại sao mỗi sáng bắt buộc chúng ta phải đánh răng? Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã thực hiện cái hành động này quá nhiều. Từ bé đến bây giờ chúng ta đánh răng rất nhiều lần rồi, và dần dần nó trở thành một cái thói quen và nó thành một cái phản xạ có điều kiện. Cũng như là khi mà chúng ta đi ra ngoài đường gặp một cái đèn đỏ chẳng hạn thì chúng ta sẽ có cái phản xạ là chúng ta dừng lại, bởi vì chắc hẳn là nhiều người cũng đã bị phạt cái lỗi là vượt đèn đỏ rồi. Thì chúng ta nếu chúng ta muốn không bị phạt nữa thì chúng ta sẽ dừng lại, và dần dần nó cũng sẽ trở thành một cái khả năng, một cái bản năng của mình. Ví dụ như là khi mà trời lạnh này thì chúng ta sẽ mặc áo ấm, cũng như là trời khá nóng một chút thì chúng ta sẽ mặc những cái áo nó mát mẻ hơn. Đó chính là những cái phản xạ có điều kiện. Vậy thì
Mấu chốt vấn đề ở đây là gì? Vấn đề khi mà chúng ta muốn trau dồi một cái bản năng, một cái khả năng cho bản thân, thì chúng ta cần phải trau dồi những cái phản xạ có điều kiện. Bởi vì phản xạ không điều kiện là chúng ta đã có từ trước rồi, nên là không cần phải trau dồi thêm nữa, mà cái chúng ta cần đó là phản xạ có điều kiện. Vậy thì phản xạ có điều kiện nó cũng như vậy. Nó cũng là khi mà đặt con người chúng ta vào một cái môi trường, một cái hoàn cảnh nào đó, thì chúng ta mới bộc lộ khả năng này ra. Vậy thì để mà có thể rèn luyện được cái phản xạ có điều kiện này, chúng ta bắt buộc phải đặt mình vào trong trường hợp đó rất là nhiều lần, làm đi làm lại cái chuyện đó nhiều lần, thì dần dần nó sẽ trở thành một cái thói quen. Nói đúng hơn, nó là một thói quen cho bản thân. Nhưng mà làm đi làm lại như vậy chắc hẳn là sẽ nhiều lúc cũng sẽ gây ra cái sự chán nản, cái sự có nhiều khó khăn cản đường. Thì làm thế nào chúng ta có thể rèn luyện được những cái khả năng đó một cách tốt nhất, một cách trơn tru nhất, một cách đạt hiệu quả cao nhất? Vậy thì ví dụ như này, hãy lấy ví dụ đi, trong cái việc mà chúng ta tập thể dục buổi sáng, rõ ràng mọi người biết đây là một thói quen rất là tốt, nhưng nhiều người lại chưa có cái thói quen này. Vậy thì chúng ta hãy cùng những cái công việc, những cái khả năng này, để cùng làm theo những cái hành động này, thì chắc hẳn là sớm muộn thì mọi người cũng sẽ rèn luyện được cái thói quen đó là dậy sớm vào buổi sáng và tập thể dục. Thì đầu tiên hãy cùng nhớ lại một chút, đó là những cái bé lười đánh răng, những cái những lứa trẻ em nó lười trong cái việc đánh răng ban đầu, thổ ban đầu, thì sau bao nhiêu ngày chúng đã tự đánh răng cho mình. Một số bác sĩ trên thế giới đã đưa ra kết luận là chỉ cần 21 ngày để trẻ học được cái cách đánh răng, thì sau đó nó sẽ dần dần trở thành một thói quen. Nghe có vẻ là lớn lao, nhưng mà 3 tuần thực sự là rất là nhanh. Khi mà chúng ta làm một việc gì đó trong 3 tuần, thì dần dần nó sẽ tạo nên một cái gì đó ở trong bộ não của chúng ta, và những cái ngày tiếp theo nó bắt buộc chúng ta phải làm theo những cái đó. Điều này cũng hay sử dụng trong cái việc mà chúng ta muốn từ bỏ một thói quen xấu chẳng hạn. Từ bỏ một thói quen xấu thì chúng ta cũng chỉ cần không đụng đến nó trong 21 ngày, thì dần dần thói quen xấu đấy nó cũng sẽ phai mờ đi, và không chúng ta sẽ không ngó ngàng đến nó nữa. Tiếp vào đó, sau quy tắc 21 ngày, thì chúng ta phải tìm hiểu, phải đúc kết được ra cái lợi ích, cái hiệu quả mà cái việc mà chúng ta đang làm đó là gì. Ví dụ như việc tập thể dục nhé. Khi mà tập thể dục vào buổi sáng sẽ giúp cho chúng ta có một thân thể khỏe mạnh hơn này. Nhất là trong cái thời buổi dịch bệnh này nữa, một cơ thể khỏe mạnh sẽ giúp cho chúng ta tràn đầy năng lượng trong một ngày làm việc. Trong ngày làm việc. Vậy thì để mà có thể hiểu được cái lợi ích mà cái việc chúng ta đang làm mang lại, thì chúng ta cần phải biết rõ là cái điều đó, mà cái hành động chúng ta đang làm nó mang lại điều gì, chúng ta mang lại điều gì lợi, và dần dần chúng ta sẽ sinh ra một cái động lực. Đó là ví dụ nếu như mình không tập thể dục thì mình sẽ không có một cơ thể khỏe mạnh để chống chọi trong cái mùa dịch này đó, thì dần dần nó sẽ trở thành một cái động lực cho bản thân chúng ta, một cái động lực rõ ràng để chúng ta có thể là phát huy cái hành động đó. Tiếp theo đó là sau khi đã hiểu rõ được cái lợi ích mà nó mang lại cho bản thân chúng ta rồi, thì chúng ta cần làm gì? Chúng ta cần tạo nên một cái thời gian biểu cho bản thân. Nói đúng hơn đó là ghi cái hành động đó vào trong thời gian biểu. Một hành động tưởng tượng như là rất là đơn giản, là chỉ cần ghi vào trong một cái bảng thôi của bản thân thôi. Vậy thì nó sẽ mang lại cái lợi ích gì? Khi mà chúng ta ghi vào một cái bảng, chúng ta sẽ phải có trách nhiệm với những cái thứ mà chúng ta ghi ra. Bút xà gà chết mà. Thì khi mà ghi ra chúng ta sẽ thêm những cái động lực hơn, thêm những cái niềm thúc đẩy hơn là chúng ta phải thực hiện cái hành động đó, để làm sao cho hoàn thành cái thời gian biểu của bản thân một cách tròn trịa nhất, đúng đắn nhất. Thì ghi cái hành động tập thể dục buổi sáng vào trong thời gian biểu của bản thân nó cũng là một cái việc đơn giản,
Nhưng mọi người hãy thử là làm cái hành động này hàng ngày, là hãy ghi vào cái bảng thời gian biểu của mình ngày hôm sau, trong 21 ngày như là em đã nói trên, thì dần dần nó trở thành một thói quen mà rất là khó bỏ, thật sự rất là khó bỏ. Từ một người mà không thích tập thể dục sẽ thành một người có thể nói là nghiện tập thể dục buổi sáng. Tiếp vào đó, một cái điều quan trọng hơn đó là sau những cái, ví dụ như sau một khoảng thời gian nhất định, ví dụ như là sau 1 tuần này, sau 2 tuần này, thì chúng ta hãy thử là ngồi lại và nhìn lại bản thân, xem cũng như là đánh giá bản thân, xem là cái việc đó mình thực hiện có tốt không, việc đó mình thực hiện như thế nào, và làm thế nào để mình có thể là làm cái việc đó tốt hơn nữa. Thì chắc chắn là cái việc tập thể dục buổi sáng nó chưa thể nào mà phát huy cái khả năng là về sức khỏe, về cơ bắp, về những cái thể chất về bên ngoài, nhưng mà không thể nào mà phát huy những cái điều đó trong 1 tuần 2 tuần, trong những cái khoảng thời gian ngắn như vậy được. Nhưng cái chúng ta có được sau 1 tuần 2 tuần tập thể dục đó là gì? Đó là một cơ thể là tràn đầy năng lượng cho buổi làm việc, cho ngày, cả ngày làm việc này, cũng như là một cái tinh thần sảng khoái. Tất nhiên là khí hậu buổi sáng thì nó rất là trong lành rồi. Em không nói những ngày mưa nhé, em nói những ngày mà nó thực sự là không khí buổi sáng rất là trong lành. Tiếp theo đó, chúng ta khi mà chúng ta đã có những cái đánh giá về bản thân như vậy rồi, chúng ta sẽ thêm được những cái động lực để chúng ta làm cái thực hiện được trong những cái tuần sau chẳng hạn. Khi mà rất nhiều động lực như vậy, thì những cái gọi là cản đường, những cái ngăn cản chúng ta làm, nó thật sự là nó không mang lại quá nhiều cái lợi ích nữa. Chắc hẳn là ví dụ như cái việc tập thể dục buổi sáng này, trong trong cái mùa hiện tại nó là mùa đông, ở miền Bắc là mùa đông, vậy thì những buổi sáng thường rất là lạnh, và sẽ có những cái suy nghĩ trong đầu của chúng ta là thôi mình hãy để dành cái việc tập thể dục cho buổi sáng ngày hôm sau chẳng hạn. Nhưng mà cái điều để mà hình thành một thói quen, chúng ta phải lặp lại cái hành động đó liên tục. Chỉ cần chúng ta bỏ 1 buổi, chắc thì những cái buổi sau chúng ta sẽ bỏ theo. Bởi vì chắc sáng nay lạnh thì chưa chắc là sáng hôm sau nó đã ấm lại. Vậy thì chẳng lẽ là cứ đến buổi nào lạnh thì chúng ta sẽ nghỉ hay sao? Vậy thì để mà có thể thực hiện cái thói quen, cái bản năng của bản thân một cách hoàn hảo nhất, thì chúng ta phải tự có một cái tường rào bảo vệ cho cái hành động đó trong não của mình, đó là đá bay mọi cái rào cản chúng ta gặp phải, thì chắc hẳn là cái bản năng đó, cái thói quen đó nó sẽ được hình thành. Lấy ví dụ tiếp theo về cái việc là đọc sách chẳng hạn. Đọc sách nó cũng là một cái thói quen rất là tốt, bởi vì sao? Sách nó là một cái loại tri thức, nó đúc kết tất cả mọi cái tri thức của nhân loại. Khi mà chúng ta đọc sách, chúng ta đang tiếp thu cái kiến thức đó vào trong con người mình. Đó chính là những cái lợi ích mà chúng ta cần phải hiểu trước khi là thực hiện cái hành động thói quen đọc sách này. Vậy thì để mà đọc được, hình thành cái thói quen đọc sách, thì chắc chắn là cái điều kiện 21 ngày thì chúng ta phải thực hiện rồi. Tiếp theo đó là ghi vào thời gian biểu, chúng ta hãy chọn ra một khoảng thời gian nào đó trong ngày chúng ta rảnh lại. Chúng ta rảnh chẳng hạn, ví dụ như là sau khi có 1 giờ nghỉ trưa chẳng hạn, sau khi ăn bữa cơm tối chẳng hạn, thì cái khoảng thời gian đó đọc sách nó thật sự là rất là phù hợp. Và chúng ta hãy chọn ra một khoảng thời gian nào đó phù hợp nhất để ghi vào thời gian biểu của mình. Sau khi đã ghi vào rồi, chúng ta hãy thử đọc này trong, ví dụ trong 1 tuần, trong 2 tuần, và cứ nhìn lại là những cái kiến thức mình đã chọn lọc ra từ sách đó là gì. Ví dụ trong tuần đầu tiên chúng ta đọc một quyển về Đắc Nhân Tâm chẳng hạn, thì sau 1 tuần đó, cái cuốn sách đó nó mang lại cái điều gì cho chúng ta? Chúng ta hãy thử ghi ra tờ giấy là những cái giá trị mà quyển sách Đắc Nhân Tâm nó đã mang lại cho chúng ta ngay từ trong cái tuần đầu tiên. Thì càng ngày cái bảng mà những cái lợi ích của việc đọc sách nó sẽ dày lên, nó sẽ nhiều lên, và dần dần là cái kiến thức mà chúng ta đã đúc kết được ra từ quyển sách nó rất là nhiều. Đó cũng là sẽ là cái động lực cho chúng ta để mà chúng ta thực hiện hành vi đọc sách. Tiếp theo đó là
cũng như là đá bay những cái chướng ngại vật, những cái điều mà cản chân chúng ta, ngăn cản chúng ta đọc sách. Ví dụ như là ngày hôm đấy chúng tôi quá bận, tôi có quá nhiều cái thời gian phải ngồi trên ô tô, trên máy bay để đi công tác chẳng hạn. Vậy thì có một cái giải pháp, đó là ví dụ như là chúng ta hãy lên trên mạng này nghe sách nói. Sách nói ạ, vâng, đây là một cái điều mới trong cái thời đại công nghệ thông tin. Khi mà nghe sách nói thì chúng ta chắc hẳn cũng sẽ vẫn nghe, là vẫn có thể biết là cái quyển sách đó nói về cái gì. Hơn nữa là sẽ có một người đọc chúng ta thì khả năng truyền cảm của họ nó sẽ có thể là phù hợp với chúng ta và mang lại cho chúng ta nhiều nhiều lợi ích hơn chẳng hạn. Vậy thì nói tóm lại, để mà hình thành một cái bản năng cho bản thân, để mà hình thành một cái thói quen tốt cho bản thân thì chúng ta cần là một sự kiên trì là nhất định rồi. Một cái động lực, tự động lực cho bản thân mình tự tạo ra, và sẽ có một cái ý chí kiên cường là đá bay tất cả những cái rào cản, những cái điều mà chúng ta đang gặp phải, những cái khó khăn trên đường để mà chúng ta đi được đến cái bản năng một cách hợp lý nhất. Vậy thì trong cuộc sống cũng như là trong công việc thì bản năng, những hay còn nói chính xác hơn đó là những cái phản xạ có điều kiện, nó quan trọng như thế nào? Trong cuộc sống thì những cái hành động được gọi là thói quen, có thể là thói quen tốt hoặc là thói quen xấu, nó đều mang lại một cái kết quả cho chúng ta. Thì điều mà chúng ta cần phải đúc kết đó là loại bỏ những cái thói quen xấu đó và trau dồi thêm nhiều thói quen tốt hơn nữa, thì cuộc sống của chúng ta sẽ có thể là cảm thấy thoải mái hơn. Ở trong công việc văn phòng, nói ví dụ trong văn phòng chẳng hạn, bạn được làm cái công việc đó là chỉnh sửa cái lỗi, những cái lỗi chính tả, những cái lỗi về định dạng văn bản trong Word chẳng hạn, trong những cái văn bản đơn từ chẳng hạn. Vậy thì để mà tạo ra cái năng suất công việc, như đã nói ở trên là phản xạ, đó là những cái đập lại, những cái hành động chúng ta đã trả lại, để trả lại những cái điều kiện, những cái mà chúng ta gặp ở trong môi trường nhất định nào đó. Vậy thì để mà có thể tăng cái năng suất, chúng ta chỉnh sửa, tăng cái hiệu quả chúng ta khi mà chúng ta phát hiện lỗi ở trong văn bản chẳng hạn, thì điều chúng ta chắc hẳn phải làm đó là thực hiện cái hành vi, cái hành động này nhiều lần. Cái hành động mà chúng ta sửa lỗi văn bản, sửa tìm những cái lỗi chính tả nhiều lần. Và chỉ cần sau khoảng thời gian là 21 ngày, chỉ cần 3 tuần như vậy thôi, tôi chắc hẳn là sẽ cái số lượng lỗi chính tả lọt qua mắt bạn nó sẽ ít dần, và đến một ngày không có một cái lỗi nào có thể lọt qua cái mắt của bạn nữa, và hiệu quả công việc của bạn lúc đó sẽ được lên cao hơn, sẽ được sếp nhìn nhận này, sẽ được những cái người cùng văn phòng nhìn bạn với một con mắt khác, và hiệu quả công việc từ đó nó sẽ lên cao. Đó chỉ là một cái ví dụ rất là nhỏ trong công việc cũng như trong đời sống của chúng ta thôi. Vậy thì có một cái bản năng cho chúng ta thật không phải là một cái điều khó khăn, quá là khó khăn. Điều quan trọng là chúng ta cần phải có một cái sự kiên trì nhất định này, một cái sự gọi là thật sự là tập trung vào cái thói quen này, thì dần dần mọi cái khó khăn, mọi cái chướng ngại vật cũng đều chỉ là hư vô và không quan trọng của chúng ta nữa. Vậy thì bản năng là vậy. Trong công việc chúng ta cần thêm một cái sự, đó là sự sáng tạo. Vậy thì sáng tạo là gì? Sáng tạo đó là quan trọng như thế nào trong cái cuộc sống của chúng ta? Thì em sẽ giải đáp cho mọi người ở những cái video lần sau, và rất là mong mọi người đóng góp cho em những cái ý kiến, những cái thắc mắc, hoặc là gửi cho em những cái thắc mắc về cái video ngày hôm nay, em có thể giải quyết, có thể là cùng mọi người giải đáp ở những cái video sắp tới chẳng hạn. Em xin cảm ơn mọi người lắng nghe.